mùa hè đã bắt đầu và thời tiết cũng đang trở nên nắng nóng dần trên phạm vi lớn. Nắng nóng sẽ khiến cho nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ tăng cao, đặc biệt là ở trẻ em, người lớn tuổi, những người có sẵn bệnh nền hay những người làm việc hoạt động ngoài trời thường xuyên. Thống kê tại các cơ sở y tế cho thấy số người nhập viện cấp cứu vào mùa hè thường tăng cao gấp 3 lần so với các thời điểm khác. Trong số đó, các trường hợp sốc nhiệt và đột quỵ não, rối loạn điện giải, viêm phổi chiếm đa số. Nghiên cứu cho thấy khi biểu đồ nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì nguy cơ đột quỵ tăng đến 10%. Trong khi đó, sốc nhiệt do nắng nóng cũng là một trong những tình trạng y tế thường gặp nhất. Cả hai tình trạng này đều có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được xử lý cấp cứu kịp thời.